Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nè mày. Duy Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nè mày. Và cũng như là buổi livestream ngày hôm nay thì Khải đang có thời gian một chút xíu thì đánh lệnh bài boss cho anh em xem nè mày. Cũng như là lần này là boss 84. Sau khi khai đao rất là nhiều cái boss lệnh bài boss thì ngày hôm nay cũng đã chính thức trở lại boss tiếp theo. Khải sẽ đánh 80 con lệnh bài boss nè mày. Và Khải đã chuẩn bị cho mình đó là khoảng 70 con lệnh bài boss đặc biệt và kèm với 10 con lệnh bài boss xanh. Lệnh bài đặc biệt thì nó sẽ ra trang sức nha anh em. Ngọc bội, nhẫn và gia chiên. Còn bách xanh nó sẽ ra trang bị đó là áo nón bao tay đai lưng và giày nha mọi người. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi theo dõi ngày hôm nay sẽ như thế nào thôi. Tương đương là một con khoảng tầm Khải mua là 125 xu cho một cái nữa mày. Khoảng 80 con này là Khải mua khoảng tầm khoảng hơn 10 kim. Hơn 10 kim mà đỡ mà mở tiền vạn đánh nữa thì chắc là khoảng tương đối là có thể nói là hơn 10 kim một chút xíu nè mày. Đỡ Khải vừa lấy tiền vạn mở anh em xem nha. Ok, Khải vừa lấy tiền vạn á. Rồi ok, bắt 84 này chúng ta sẽ chờ đợi thử như thế nào và ra sao nè mày. Khải đã bơ tơ ẹt rồi. Trước khi đánh thì Khải sẽ sau đồ cho anh em xem con Thứ Yên nè mày. Thứ Yên này sẽ may mắn 100% nha mọi người. Đó, một set đồng sắt. Set đồng sắt. Đó, lâu rồi mà đánh lại set đồng sắt cho anh em xem. Đó, rồi. Set đồng sắt nha em. Ẹt này ẹt bơ ca trong bè, anh em trong bang mà Khải xin mượn để đi đánh boss cho anh em xem. Ẹt này đánh khá là khỏe nè mày, đánh rất là nhanh luôn. Rồi, trước khi đánh thì chúng ta ăn may mắn rồi ạ. May mắn này, Thiên Sơn này, Quốc Tửu này, Vùng Ho này. Rồi, khui boss luôn. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Lấm tiên. Hello này mới vô nha, hello người nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với boss 84. Mong rằng anh em đã xem like thì đừng quên đỡ lại một like chia sẻ ủng hộ mạnh nha mọi người. Một like chia sẻ ủng hộ mạnh nha mọi người. Và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi nhặt đồ anh em ơi. Đó. Nói chung chương trình đánh boss này khả đánh cũng rất rất nhiều lần rồi. Anh em cũng biết rồi, đánh sự nhanh thôi anh em ơi. Vấn đề là có ai phá không? Nếu không ai phá thì Khải sẽ cho anh em xem nó dễ dàng hơn. Ok nè anh em ơi. Đây, ngày hôm nay Khải đánh 80 con nè. Đó. Ok chưa? 80 con nè. Khải mới thả 5 con đặc biệt dưới vài con bút chung. Lấm. Ra hồn kim hả? Hồn kim thì chỉ đánh nó bất đại mới ra hồn kim thôi anh em ơi. Anh em ơi, đây cho anh em xem xích đồ này. Đây, đồng sắt may mắn 100% nha nam. Đồng sắt may mắn 100% nha mọi người, một set nha nam. Đó. Ngọc bội 25, nhẫn 25, nhẫn 25, gia truyền 25. Đó, đây là set bơ ca này mà. Nhưng mà Khải mượn Khải đánh boss cho anh em xem. Em này đánh khỏe lắm, đánh nhanh luôn này mà. Rồi, lâm. Tiếp tục, dựa đồ tiếp. Rồi, Khải thả tiếp cho anh em xem nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi. Khui. Rác. Mấy cái thổ thùng rác thôi anh em ơi. Rác luôn. Quả 140. 19, 30. Rác luôn. Thuốc cho xe đây. Anh em trong bàn có xài thì xài. Tiếp tục. Cái vũ khí là lá xin tiền vàng à. Hello này mới vô nha, hello người nha. Úi xời. Nó có một món nữa. Này là con kim anh em ơi. Tiếp tục là con kim thì lấy thêm tiền à. Thả này. Mỗi đồ này. Khui hang. Lấm tiên. Rá. Trời rá. 50. Rá. Đừng rá lại lộn. 120. Rá. Ngày hôm nay thì bắt 84 này Khải đánh 80 con nha. 80 con nha nha. Đừng, tưởng ra đai 2540 rồi. Nghĩ cái đai này có không nè. Hai con thường gì thôi. Thủy mộc rồi, không có họ nè mày. Đây họ mộc như thủy rồi.
Alo, nè mày vô nha, kính chúc anh em buổi xem video vui vẻ nè mày. Có. Có con đem đọc lên bùa đó. Có. À, vàng quá. Lấy thêm nữa. Trời ơi, kim kìa. Trời ơi. Dây chuyền. Ai sợ cái mặt nào mà mình không có ta. Kim một rương. Cái dạng là 50k. Đây nè, con có mặt nạ. Nói người nào lấy cái mặt nạ mày bắn mang vô cho nó tăng mày bắn nhặt đồ đó mày. Cả lên tí. Hello anh em vô nha, hello người nha. Có chúc em buổi xem video vui vẻ nè mời. Anh em đang xem đừng quên đỡ lại cho Khảo like chia sẻ hội chơi nha nam. Tiếp tục rồi. Hello anh em vô nha, hello người nha. Bên phòng thủ quản lý, ok. Này mày ra chờ bằng nhẫn. Lâm tiền này, lâm tiền này. Khui hàng, khui hàng, khui hàng. Áo nó sẽ tên lên mấy. Rác này. Chỗ đa 540. Nó. Nó. Chỗ, mấy nhà chị. Rác. Ra nhận phong pháp. Ra nhận nó lên 140. Ra rồi, ok, tiếp tục qua con này đéo có đồ luôn trời nhỏ. Rồi, chuẩn bị nhật hàng. Đợi tên sinh bot kìa. À, ok, đợi tên sinh bot. Bèm bèm 80 bot. Em ơi. Hello, em mới vô nha, hello người nha. Kính chúc anh em buổi trưa xem live dễ em ơi. Này phát lỡ đánh boss buổi trưa nha nè. Nhiệt đồ. Dây chuyền này. Tầm này chỉ còn đặc biệt thôi mày. Này còn đặc biệt thì còn dây chuyền thôi. Khui này. Ra. 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 20, 30. Trời, 19 độ. Sức lực 29 này. Ra. Ra. Tổng ra. Không. Rồi, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Dây chuyền nhẫn nhẫn. Đa số cái này chẳng sức nhiều nhiều nữa mày. Khui. Ở bách 84 này chúng ta cùng chờ đợi xem thử cái ra đồ gì nữa mày. Với set động sắc 100% trở lại nha mày. Khui. Trời, nhẫn 540. 30. 16 thông pháp. Trời, làm chậm không. Ui sao. Hai nhẫn nhẫn. Không có sinh lực đâu. Ái lộn. Gà không. Rồi,
Hello anh em mới vô nha. Anh em đang xem video đừng quên để lại kích ngay một nút like ủng hộ Mạnh em ơi. Và khoảng tầm ít hôm sau thì Khả sẽ gom tiếp tục đánh cho anh em xem. Ôi, này đâu có đồ luôn, quá đáng. Nhỏ thiệt. Khui. Rực mạnh. 15, 30. 30. Rá. Rá. Trời ơi, 3, 4, 5 nhẫn mọc. Ui xô. Má nhưng mọc đéo có đồ luôn, vãi cả đàn. 7, 30 cũng như thể lực 182 kìa. À. Ui, gơ gó. 40 ngon kìa. 5, 30. Thiên bot. Rồi, còn 40 con nữa em ơi. Tiếp tục khui hàng. Đây nè. Đấy, sẽ đồ đồng sắc rồi nha Nam. Đồ đồng sắc châm nha Nam. À không sao đâu, Bình Vlog ơi, phải kéo lên cao mà Nam. Phải sau đồ kéo lên cao mà, em thấy mà. Cái khung đó, khung tên nhân vật, cái khung Duy Khải của mình mà sao xóa được. Ôi da, sư phẩm đâu. Chồ mít cái đậu xanh. À đúng một cái nhẫn. Một ngọc bội. À, uống còn 3 món, quá lồn. Đó, bù lại cái này này đó, đó. Cái này đi nhặt đồ cũng phải mang may mắn rồi này mà. Đây tầm này hay canh rồi mày. Rồi chuẩn bị tiếp theo. Còn có vẻ là con thổ hay cái gì gần chết hay con thủy à. Ui 3-4 thổ một lần vãi nồi. 3-4 thổ một lần vãi đang. Đậm hàng ơi. Tầm này thì hết trang bị rồi mày. Tầm này khai chỉ còn trang sức thôi em ơi. Bác là bài đặc biệt này chỉ ra trang sức thôi em ơi. Chỉ ra trang sức thôi. Kiếm cộng dây chiền hiện nhẫn hết hết một tí. Đó. Ok ấy. Có tiền vàng rồi. Lấy thêm tiền vàng. Siêu phẩm. Hello, vài chục anh em đang xem anh em ơi, anh em đang xem đừng cùng nhau kích ngay nút like chia sẻ ủng hộ video cho anh em ơi. Và đừng quên ủng hộ video này hơn 200 like. Khải sẽ tiếp tục ra bát 85, 86 tiếp tục cho anh em xem nha anh em ơi. Rồi, anh xong này nó gì mở đồ luôn cho anh em xem luôn này. Này đánh nhanh là khỏe rồi anh em ơi, đánh rất là nhanh. Trong vòng khoảng tầm 25 phút là Khải nghĩ là xong hết 80 con rồi thôi anh em ơi, 25 phút thôi. Không có nhiều lắm đâu. Rồi, khui. 30. Chưa. Chúng mình 25 quái lồ. Nhưng đọc. Trời ơi, nhận con lôi 26 đéo sinh lực quá cho lên. Đó. Nhưng đọc. Đó. Đó. Trời. Quái lồ, đéo kháng cả. 30. Chưa. Đó. 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 Đó.
Ui, nó sẽ đồng sắc hàm lắm mà. Khôi này, thả vừa đủ không, đỡ soi đồ này cho nên em thả nhiều quá rồi, lấy gì mà nhặt đồ. Em tống phát, em yêu cầu vậy, em thả đi, em thả cho nhiều nhiều đi, em đánh cho thẳng lần năm con, thấy không chỗ nhặt đồ rồi mà biểu. Ôi trời, cái nhẫn này quái đàn nghe. Ơi kháng cả một và lần chốt luôn nhau nào, thằng rác không. Ờ đủ được, cái nhẫn chuyện không băng à, thằng rác rồi, nó nhặt lại. Có chuyện kim kháng cả một bắn mẹ là một nhỏ nhanh 11 cũng bắn, chỉ là vải lúa. Cả tưởng 17 phải thấy 1 phải vứt luôn. 20 thông pháp. Trời ơi toàn không banh không. Đó, được nhắn 26. Đó, ngọc bội 22. Đó, đó. Thắng lần 5 con đã không nhặt kịp rồi, bảo thắng lần 7 con nữa. Được vô đầu tiên hả em? Ồ cái nhắn này thông pháp 18 luôn nè. Phải chưa? Đó, đó. Trời ơi, phục hồi quá trời, không có kháng gì hết. Rất là mẻ này. Cái nhẫn à, được nhóm hồi 9 điểm à. Cái này hồi 3 điểm à. Trời ơi, lắm. Ờ, rác rồi nè mày. À, chưa có được bóng nào luôn nè mày. Cái này phải bước đấy, ai cần là lấy này. Rồi, tiếp tục lấy thêm nha nè mày. Gần hết rồi, còn khoảng 25 con nữa thôi. Khoảng 25 con nữa. Thả thêm được đợt 5 con thì khoảng tầm 4 đợt nữa nha nè. À nhỏ quá. Hết bay gần 10 kim rồi. Rồi hết boss nha nè em. Đó, nó số nhỏ luôn. Không thấy sao nó quýnh nữa. Tính ra nó kiểu tuy rằng động sát 100 mà thực sự đánh cũng không cảm nhận được một cái món đồ nào luôn em ơi. Vẫn không cảm nhận được món đồ nào gọi là thằng siêu phẩm cả nè. Rất là khó nè. Không phải đơn giản đâu nè em ơi. Set động sát ít đâu nè. Một set này là kích cả bộ luôn nè. Một set này kích cả bộ luôn á. Mà không nhưng thua. Chưa thấy ra gì. Gần 5-60 con là chưa thấy ra gì. Ngọc bội nè. Ếch này nó khá là khỏe, đánh rất là nhanh luôn em ơi. Vô bùa đánh được rẹt luôn. 1, 2, 3, 4 này. Với lại khả năng thêm thiên sơn này. Thiên sơn này. Rồi quá tưởng này. Rồi cây bông hoa đào hoa mai á nè. Cây bông hoa mai tăng 10% may mắn. Hoa đào tăng 20% may mắn. Thực sự là nó rất là nhiều độ may mắn luôn. Nhưng mà là ít nè. Nhưng mà nó không có đồ. Nó có là mình ra mình gỡ gạt này mà. Vẫn chưa có món gì đó gọi cái thử gọi là bán có tiền á. Toàn là hàng cho thôi. Chưa có gì gọi là bán có tiền á. Cái này tầm này chỉ xin nhẫn thủy, nhẫn mộc như là gia truyền khá cả. Đợi mấy kia toàn hàng phèn này. Hàng xì đa thôi. Khui nè mày. Cuối hạn. Rạc. Rạc luôn. Rạc luôn. Nhấn xuống mạnh. Rạc luôn. Đọc 24. Rạc luôn. Rạc luôn. 23, 20. Vái đạn. Rạc luôn. Rạc luôn. Rạc luôn. Ui. Thằng rác hả nè. Có mấy cái đồ sức mạnh kích đồ này nọ thôi chứ còn thực sự không có thấy cái gì à. Đít, bị đít đạn rồi. Đít đạn nhiệt đồ rồi. Lóc lại ạc đang nhiệt đồ rồi.
Quá nhỏ, quá nhỏ. Đây là quá đen rồi. Còn 7 con nữa nè mày. Không biết ra siêu phẩm này. Thôi chúng ta cảm thấy đúng không? Xem một cái video mà đánh boss nó rất là hên xui nè mày. Không phải dễ ăn đâu nè mày. Và cái sự đầu tư anh em cũng đã thấy rồi. Thì hơn mười mấy kim thì tương đương khoảng gần 800-900 nghìn rồi đó. Mà có ra gì đâu. Hên xui mà biết đâu được, đúng không? Có người họ đánh chỉ cần tầm 5-10 con thì họ đã ra siêu phẩm rồi. Có người đánh cả 100 con, cả 1000 con vẫn chưa ra gì. Đây là đồ hên xui nên chứ không cần phải may mắn. Thì nghĩ đồ may mắn nó không có quyết định cái điều gì cả. Nó vẫn ở đây là vẫn là cái đồ hên xui của nhân vật thôi. Cho số may mắn bằng số may mắn này 100% mà cắn các kiểu rồi mọi thứ mà có ra cái gì đâu. Không có gì gọi là siêu phẩm nữa. Rất là khó. Rồi khui. Ra sức mạnh cái này. À cái này ra. 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 Sức mạnh hơi ở cái này. Ra. 13 17 30. Ra. 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 Ui. Ra toàn rác không. Quá nhỏ, quá nhỏ. À, tiếp tục. Hai cái nhẫn à? Đâu, hai cái nhẫn này khác nhau nè. Này đủ bộ mà. Một cái nhẫn hỏa, cái nhẫn kim, hai cái khác nhau. Một bộ á. Rồi, những cái cuối cùng. Chù, 23-20 nữa. Trời ơi, đó. Rất là nhỏ. Đọc này cho này dùng bàn. Rồi, ra đảo bắt 84 rồi, ra đảo bắt 84 rồi. Không có đường món đồ nào là bán có tiền cả năm ơi. Toàn là hàng có thể nói là cho em xài thôi. Rồi, nghe chuyện cuối cùng này ra siêu phẩm không? Chuyện cuối cùng ra siêu phẩm không? Cái cuối cùng này. Cái cuối cùng này. Ôi trời ơi. Thả đi. Rồi, bỏ con cuối cùng nè. Ra. Rồi, con rác rồi em ơi. Rồi, nói chung là 80 con của Khải ra đi không lời từ biệt. Không có một món đồ nào có thể nói là bán được như này mày. Rồi toàn bán đồ cho nên trong bàn cũng như là thừa vứt anh em xài thôi. Không có món nào bán được luôn á. Rồi, tụng ra còn vài con của anh Long ra sở với mạnh luôn nè. À, trang bị. Khui. Khui, ok. Khu hàng nè. Đây là của anh Long nè. Khu thì có gì không nha. Đại 20 năm. Ra. 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 Nhẫn. Đồ mà. Tặng 30 sức thương người 2 lòng. Ôi, đây sức thương nội còn 47 là cái gì. 30-20. Dạ. À, được ha. Cái vũ khí cái này hồi xưa chắc là vô tiền em ơi. 30-12. Cái này mà hồi xưa mới bắt đầu open server thì cái vũ khí đó chắc ít nhất nằm giá phải hơn năm cũ. Thằng này thì không ai mua. Thằng này cái vũ khí này không ai mua rồi. Thằng này cái này không ai mua đâu em ơi. 30-12. Lúc đầu server thì mới ra cũng được vài triệu cái tầm này, không ăn thua tầm này cho không ai thèm lấy. Quá nhỏ luôn em ơi. Anh em đang xem cùng nhau cho một lá like ủng hộ cho em ơi. Một lá like ủng hộ cho em ơi. Một ngọc bòi. Cui này. Rác này.
Trời ơi, rap. 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 10, 20. Rap luôn. Rap. 16, 20. À, cái này cũng tương đối. 20, 1. À, toàn rap à. Toàn rap thôi nè mày. Nói chung là số nhỏ rồi. Trưa hôm nay thì Thiêm Anh Long khoảng hơn 10 con nữa, gần 90 con rồi. Không có đồ gì hết nè mày. Toàn ba cái đồ gọi. Hiện tại so với hiện tại server đã hơn 1 năm rưỡi rồi. Hơn 1 năm, gần 1 năm rưỡi rồi. 1 năm 4 tháng rồi. Thì nó kiểu mấy cái đồ này thì khả nghĩ không ăn thua nè mày. Không ăn thua. Rồi. Chung ở cái bát 84 này là thất bại hoàn toàn nè mày. Bát 84 là thất bại hoàn toàn, không có một món đồ nào nha nè mày. Không có một món đồ nào có thể nói rằng là bán ra tiền cả. Rồi ok. Anh em xem video thì đừng quên đó là like, chia sẻ, ủng hộ cho nè mày. Và chắc là Khải sẽ off video tại đây và hẹn anh em vào những video tiếp theo, cũng như là đánh lệnh bài boss tiếp theo, Khải sẽ làm video anh em xem tiếp theo nha. Đừng quên like, chia sẻ mạnh, ủng hộ video này hơn 200 like nè mày. Ủng hộ hơn 200 like để tiếp tục đầu tư lệnh bài boss đánh này anh em xem nha nè. Rồi đánh là hết mười mấy con là quên, hơn 10 kim á, khả nghĩ là hơn 10 kim. Khoảng 7-800 nghìn gì đó. Không có đồ nữa mày. Hết rương boss luôn rồi. Và còn sót con nào đâu. Sót con nào đâu. Không, hết rồi nè mày. Rồi. Bye bye anh em nha. Hẹn anh em ở những clip sau nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Và bây giờ thì Khải